Như vậy thì hồi nãy là mình đã nói xong cái dạng bài thứ nhất ha, là về thủ tục Gram Smith. Thì bây giờ mình sẽ qua cái dạng bài thứ hai, cái dạng bài rất rất là đơn giản nha, chính là dạng bài về cấu trúc bộ thu tối ưu. Như bộ thu thế nào là bộ thu tối ưu? Thì mình qua phần thứ hai. Thì bây giờ mình hình dung ha, cái bộ thu tối ưu nó được ra đời thông qua như thế này. Giả sử tôi truyền một cái tín hiệu là tín hiệu tương tự là tín hiệu sin, hoặc giả sử tôi truyền một tín hiệu là tín hiệu số như trên hình ở bên tay trái. Như vậy khi đây là tín hiệu phát thì tại máy thu được có phải lúc nào nó cũng còn nguyên vẹn như thế này không vậy Trúc Mai? À không, tại vì trên đường truyền của mình luôn luôn xuất hiện của gì? Nhiều. Chính xác, của nhiễu. Như vậy lúc này ha, giả sử mình truyền tín hiệu sin thì tại máy thu mình sẽ thu được những cái đường sọc gân như thế này. Cũng như mình truyền tín hiệu số thì tại máy thu cũng là những cái đường sọc gân như thế này. Đó, chính vì ảnh hưởng của gì? Của nhiễu. Đó, như vậy cái nhiệm vụ của máy thu làm cách nào để nó biết được hay khi mà cái tín hiệu đã bị nhiễu rồi á, thì cái thằng này nè giống với cái thằng nào nhất thì mình coi nha. Bây giờ máy phát phát bốn tín hiệu lần lượt là x1, x2, x3 và x4. Như vậy khi nó truyền đến máy thu thì nó thu được một tín hiệu nào đó không biết nha. Giả sử mình giống như bài toán đi trúng tìm nhé, người ta phát một tín hiệu bất kỳ đi trong bốn tín hiệu này, thằng thu nó thu được một thằng, nó không biết là tín hiệu nào. Nhưng mà chắc ăn á, thì thằng thu này là không bao giờ giống một trong bốn cái này hết, tại vì nó bị ảnh hưởng của gì? Của nhiễu, đúng rồi, khiến cho nó bị bẹo hình bẹo dạng. Như vậy nhiệm vụ bây giờ máy thu nó sẽ làm gì? Nó kiểm tra coi là cái tín hiệu thu này nè giống với thằng nào nhất. À, tao đi kiểm tra thằng x1, x2, x3, x4, và sau đó tính toán thông số nha, để nó ra được cái độ giống thứ nhất là k1, k2, k3, k4. Và sau khi tính toán xong nó lại đi so sánh, thì lúc này mình thấy nè, K1 70%, K2 80%, K3 75 và K4 là 90%. Như vậy rõ ràng mình hoàn toàn thấy kết luận tín hiệu thu của mình chính là tín hiệu số mấy vậy quy định. Đúng rồi, chính là tín hiệu số 4. Tại sao? Tại sao mình lại chọn số 4? À, tại vì nó lớn nhất. Đó, như vậy rõ ràng bài toán mình đặt ra là gì? Cái nào giống nhất thì chính là tín hiệu S4. Đó, như vậy bây giờ vấn đề đặt ra là nữa là gì? Vì K1, K2, K3, K4 là gì? Làm sao mình biết nó là 70%, 75%? À, như vậy chẳng qua phải có một cái công thức nào đó để nó mô hình hóa cái việc giống nhau này. Thì từ đó người ta đưa ra một cái công thức cuối cùng để mình biết được cái tính toán đó. Thì người ta cho mình một cái công thức chính là gì? Tín hiệu thu đoán được nè, tín hiệu dự đoán được sẽ là một trong bốn tín hiệu là x1, x2, x3, x4. Việc lựa chọn tín hiệu nào thì phụ thuộc vào cái việc cái tín hiệu đó làm cho biểu thức bên trong này max. Được không? Bốn tín hiệu này, tín hiệu nào làm cho cái biểu thức bên trong này mắc thì đó chính là tín hiệu thu. Như vậy chẳng qua hệ số K của mình chính là cái biểu thức này. Đó, nha. Lấy bốn tín hiệu x1 thế vô, x2 thế vô, x3 thế vô, x4 thế vô và bốn giá trị nào lớn nhất thì mình chọn. Và mình chú ý nè, công thức này của mình nó có thể đơn giản hơn nữa. Vì sao? Vì trên thực tế á, một số bài toán người ta sẽ cho là phát các tín hiệu với xác suất bằng nhau. Vì các xác suất của mình bằng nhau nên cái len B này như thế nào cũng bằng nhau. Ví dụ nha, 1, 2, 3, 4 thì có phải là thằng 4 thằng lớn nhất không? Như vậy khi tôi cộng cùng một giá trị cho ba thằng này đi, cùng một giá trị như nhau thì có phải thằng 4 nó lớn nhất thì nó vẫn lớn nhất không? Nó không phụ thuộc vào cái giá trị mình cộng là bao nhiêu. Như vậy khi đề bài cho xác suất bằng nhau thì hoàn toàn có thể làm gì? Lược bớt đi cái cụm này. Hình dung nhá. Như vậy công thức của mình đã đơn giản lúc này, chỉ còn là cái gì? Một cái sigma bên đây và một cái sigma bên đây. Ở đây mình thấy nó một tổng sigma của r nhân s, hai tín hiệu nhân nhau mà đi đến sigma. Sigma chẳng qua nó là tích phân đó, được không? Nó là tích phân. Tích phân tính là sigma mà khi nó tiến tới vô cùng á. À, như vậy r nhân s là hai tín hiệu nhân nhau, mà tích phân của hai tín hiệu nhân nhau tôi gọi là phép gì? Người ta gọi là phép gì vậy Quỳnh Định? Sai, giáo án không phải. Hai tín hiệu nhân nhau lấy tích phân là gì? Trúc Mai. À đúng rồi, chính là cá tép tương quan ha. Hai tín hiệu mà nhân nhau lấy tích phân đó là tương quan, để coi nó giống nhau hay nó khác nhau. Rồi, mình để ý nha. Cái tổng sigma này là gì? Tín hiệu nó bình phương nè. Mà sigma khi mình lấy tới vô cùng đó, tức là mình chia cực nhỏ thì lúc này biến thành tích phân. Mà tích phân của một cái hằng số mà của một cái hàm mà bình phương á thì chẳng qua chính là cái gì của nó? À đúng rồi, chính là năng lượng. Như vậy bây giờ nè, cái tổng này chẳng qua là một cái tích phân tương quan. Cái tổng này chẳng qua là năng lượng. Như mình hình dung ấy, có phải thực chất là mình chỉ cần lấy tương quan mình trừ 1/2 năng lượng là coi thằng nào lớn nhất không? Đúng không?
Như vậy chẳng qua là mình đi lấy tương quan trừ 1 phần 2 năng lượng, rồi coi cái tín hiệu nào đạt được cái hệ số này lớn nhất, thì đó chính là tín hiệu thu. Như vậy là kết thúc ha về lý thuyết của cái phần bộ thu tối ưu. Thì bây giờ mình sẽ làm cái bài tập cho phần này. Rồi, bây giờ mình coi cái bài tập ha, về cái cấu trúc bộ thu tối ưu. Máy phát phát các tín hiệu là gì? X1, X2, X3, X4, tức là nó phát một trong bốn cái này, không biết nó phát cái nào nha. Nhưng nó cho là cái gì đây? Các tín hiệu được phát với xác suất bằng nhau, mình thấy không? Xác suất bằng nhau. Để đó hoàn toàn phải bỏ đi được cái lượng đầu tiên. Được ha? Để tôi duplicate này lên để cho mình có cái đề bài ha. Đề bài nó là bốn tín hiệu ở câu 1 á. Đây nè. Đề bài khi làm bài nó sẽ cho rõ nha. Nó nói là gì? Đây, bốn tín hiệu S1, S2, S3, S4 được cho bài tập 1. Tức là bốn tín hiệu này nè. Đó, nó chọn một thằng nó phát. Mình không biết là thằng nào. Tuy nhiên, tại máy thu nó đã thu được thằng này nè. Đó. Hình dung ha, tại máy thu tôi được thằng này. Như vậy nhiệm vụ của mình là xác định em ơi, thằng này giống thằng nào nhất trong bốn thằng này. Như vậy công thức của mình chẳng qua là gì? Tương quan trừ 1 phần 2 năng lượng. À, như vậy lúc này mình tiến hành làm bài ha. Ở đây chẳng qua mình ghi lại công thức thôi. Rồi vì xác suất bằng nhau nè, nên hoàn toàn bỏ đi cái lượng này được nè, thấy không? Mình trình bày cho đầy đủ ra. Rồi. Cái tổng sigma này chẳng qua là tương quan, tổng sigma này chẳng qua là gì? Năng lượng. Như vậy mình đi xét tín hiệu S1. Tương quan trừ 1 phần 2 năng lượng, như phải tính tương quan trước. S1 tương quan với tín hiệu thu của mình, tích phân là tính làm sao? Tín hiệu thu đây. S1 đây. Giờ mình coi nha. Khoảng tích phân luôn là từ 0 đến 3 rồi, đúng không? Tại vì từ 0 đến T á. Đúng không? Tích phân từ 0 đến 3. Rồi tương quan mình coi nha. 0, 1, thằng này bằng 2. Thằng kia bằng mấy? Bằng 2 luôn. Như vậy có phải là 2 nhân 2 không? 0, 1 thì 2 nhân 2 ha. 1, 2. Thằng này bằng 2. Thằng này mấy? Không, bỏ, hỏi tính. Tiếp tục. 2, 3, thằng này bằng 0, thằng này mấy? Bằng 1, bằng bao nhiêu cũng không quan tâm luôn, cũng bằng 0 luôn. Như vậy tích phân của mình đơn giản nó chỉ còn là tích phân từ 0 tới 1. Được ha? Như vậy là tích phân từ 0 tới 1 của 2 nhân 2, kết quả là 4. Như vậy đây chính là tương quan. Còn lại là gì? Năng lượng. Năng lượng đâu? S1 đây. Thì đọc công thức để tính năng lượng của nó trúc mà. Tích phân sẽ đi từ mấy tới mấy năng lượng của S1? Đính chính xác từ 0 đến 2 của 2 bình phương. Rồi kết quả tích phân này mình ra được kết quả là 8. Như vậy tương quan trừ 1 phần 2 năng lượng, như vậy là 4 trừ 1 phần 2 nhân 8 bằng 0. Đây chính là hệ số K1, mình ngầm hiểu. Tương tự nha, mình cũng tính trở S2, mình ra được 6, 0. S3 mình ra được là trừ 2, 8. Và mình ra được cái tương quan trừ 1 phần 2 năng lượng là trừ 6. S4 á, thì mình ra được bao nhiêu? Tương quan là 4, năng lượng là 4, 4 trừ 1 phần 2 nhân 4 là 2. Có phải đạt giá trị lớn nhất tại 2 không? Thằng này trừ 6, thằng này mấy? Không, thằng này không. À, như vậy lớn nhất chính là số 2 này. Từ đó mình kết luận tín hiệu dự đoán tại máy thu chính là tín hiệu S4. Mình nắm được không? Ok, như vậy là kết thúc về cái phần cấu trúc bộ thu tối ưu tại đây. Thì có những cái bài tập để mọi người làm thêm ha. Bài tập về số 2. Rồi, các bài tập đó là bài tập số 3. Cảm ơn mọi người.